Hi hi hi, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Data Lime. Đây là ca đầu tiên trong tối nay. Thứ mấy tôi cũng không biết nữa. Thứ ba nhỉ? Không ta. Yeah. Thứ ba ngày 21 tháng 5 chúng ta lại tiếp tục với con game Days Gone. Ok, let's do this. Được nghỉ rồi, xả đi hả? Nghỉ hè rồi hả? Sướng nhỉ? Ước gì một năm có được nghỉ 3 tháng. Sao tối nay anh em ăn gì chưa nào? Menu tối nay là gì? Cho xin cái menu gái. What's for dinner? Lát nhanh lên. Mỗi lần vô con game này là mất kiên nhẫn với lại cái màn lát game luôn á. Lát nhanh lên. Mấy cái con game mà thế giới mở thường lát lâu lắm, nhất là những thế giới to như con game này. Ủa cái gì đây, sao tôi lại về chỗ này? Report. Báo cáo rồi. We had him. We did. Found his bike still smoking. I bet you lost him, huh? No, sir. I mean, qua chơi xong đoạn này rồi thì phải. Them. We ran into a rager, sir. Ta chạm phải một con rager để skip qua đoạn này coi. Flores is dead, sir. Ấn này là skip nè. Xong rồi đó, nhưng mà vẫn phải đi đi theo thằng này một chút nữa. Kệ nó ôn lại một chút. So, where'd you get your gear? Ammo. Well, there's a couple of camps I used to do runs for bounty hunting. Nó hỏi mình lấy vũ khí ở đâu ra. Nó tưởng mình đi ăn cắp quân trang ở đâu. I had a reputation for. Vũ khí này là do tôi lấy được do làm những cái nhiệm vụ lặt vặt cho những cái trại ở phương Bắc. Which camps? Sẵn tiền thưởng. Chạy nào? Nó hỏi chạy nào. Russell said you were there when Silver Lake was overrun. Cái thằng này là cái thằng nó đeo cái nhẫn của con vợ mình nha, nó đeo nhẫn trên tay kìa. Any survivors? A few. Cơm với tép. À hả? Tép kho hả? Here. Take this. Đây, cầm đây. Camp credits. Tiền ở trong trại á. Payment for helping my men. Use them at any of the commissaries. Trả về để giúp đỡ những người của tôi, anh có thể sử dụng nó để tiêu những cái tiền mua những cái đồ ăn kia. We're getting ready to ride out of here soon. Tham gia không, chúng tôi sẽ đi ra khỏi đây sớm. Đi đâu? Anh nói là anh có kỹ năng dò đường à? Ừ, đúng rồi. This isn't the life of a drifter. Đây không phải là một cuộc sống của những cái dân phượt. Chúng ta đang có một cái cuộc chiến ở đây. Cậu có muốn tham gia không? Đó là những người tốt nhất của anh có à? Tôi có thể tuyển anh. Nhưng mà thiếu tá mới là những người mà có thể quyết định anh có được vào hay không. Anh ở đây đây, giúp chúng tôi một tay. Rồi tôi sẽ đưa anh đến gặp thiếu tá. Rồi, đồng ý. Tốt. Jesus, motherfucker has my ring. Thằng lộn nữa, nó có cái nhẫn của mình. Nó đã lấy từ Sarah. Nó đã lấy từ Sarah bởi vì cô ấy không đưa cho nó. Như vậy là cô ấy vẫn còn đâu đây, đúng không? Kitchen. Nó cho mình bao nhiêu credit thì tôi cũng không biết nữa. Hôm qua là mình đã dừng ở chỗ này nè. À, yeah. Để xem súng ống coi xăng cộ như thế nào đây. Xe cộ như thế nào đây. Hey there. Hey there. I haven't seen you around before. Tôi chưa thấy anh trước đây. Yeah, I just shipped in, you know. Deacon St. John. 2K. Này đòi 2K2 cơ. I got all kinds of bike parts if you got credits. Maybe can lắm.
Maybe you got carrot. Nói chung là chưa có nâng được cái mà. Có đổ xăng được thôi. Bây giờ cũng chưa có nhiều tiền, có 2k Reddit thôi thì để dành đi. Okay then. Em nó bán súng rồi. I'll see you later. How's it going? New around How's here? How's it going? Name's Ava Bergstrom. Friends call me Bergie. Oh, này chỉ nạp Deacon đạn được St. thôi. John. Yeah, I just got here. Well, Deacon St. John. You do Deacon your St. job, John. And we'll get along just fine. Cậu cứ làm việc của cậu và chúng ta sẽ làm quen với nhau sớm. Yes, ma'am. Chắc đổ xăng quá hả? Để coi còn nhiều xăng. Biết luôn. Hey there. Mà tốt nhất là mình cứ đổ xăng. Hey, tôi không muốn nhận bộ. Want me to top off that tank? 230 con credits. All right then. All right then. Okay then. Stop by soon. Hey, sorry. Hey. Hey. You don't look very militia to me. Anh nhìn không giống quân quân nhân chút nào. Tên tôi là Wade, Wade Taylor. Tôi là Deacon. Holy shit. Deacon St. John, is your old man a preacher or something? No. Man, that is a hell of a name. Preacher, right, you see this, man? Giáo sĩ, this is some crazy shit. Yeah. So what, you joining up, become an army man, playing anh soldier? Anh muốn tham gia và trở thành một người lính nữ. Chơi trò chơi người lính. You look like you just came in from out the shit, right? Yeah, man, yesterday. Okay, yesterday. I've been waiting to see the colonel, whatever the hell that is. Traveling không có cách nào để gặp thiếu tá. You see anyone that look like this around here? Anh có nhìn thấy cái người này trước đây không? Ooh, she is a looker. I'd hit that. Cô ấy dễ thương đấy. Tôi sẽ cua cô ấy, anh biết đấy. I gotta go, man. They're checking me for lice or some shit. Good luck to you, Deacon St. John. Jesus, what a name. What a name. Nó kêu tên mình hay kìa. Tại tên mình giống nghe chữ Dick. He wouldn't remember Sarah. She slapped him in the face. St. John. Come on, Sarah. Come on. Giờ phải đi hỏi những cái người xung quanh xem họ có biết gì về Sarah không. You're here. Somewhere. Dân quân tự vệ. Militia. She wouldn't be in the mechanics area. She never knew a wrench from a screwdriver. St. là Sen. Sen là thánh á. Bởi vậy thằng đó mới hỏi là mình có phải là ông già của mình á, có phải là một Richter hay không? Để tôi nói xem Richter là cái gì nha. Richter tôi nhớ là mình đã cha giáo rồi đó. Đấy nè, đúng rồi. Preacher. Yeah. Cha giáo. Nó hỏi mình rồi. Đó, ông già mình có phải là một Richter không? Phải là một cha giáo không? Cha giáo và trong quân đội chúng ta có cái từ từ gọi là chaplain hay sao? Chaplain là cha giáo, cha tiên úy ở trong quân đội á, chaplain. Đây đây, chaplain cha tiên úy. Chaplain. Cha tiên úy. Là cái thằng nào nó cứ làm phiền mình hoài kìa. Làm sao để từ chối những cái tin nhắn của nó? Xe blast cái con kẹt. Làm sao từ ignore hả? A breaker. Nope, not here. Không có ở đây, đi tìm cái Diamond Lex. Ủa? Không mà tìm gì ở đây ta? Dế kêu hả? Nhảy nuôi dế hả? Đó. Giống như tiếng dế, nhà nào cũng nuôi dế. Cái gì? Tiếng ve, tiếng dế nữa. Mà quanh đây làm gì có ve. Ve thôi, có cây phượng, có ve. The infirmary. I mean, with her background, that's chạm xá. Be, right? Damn it, I should not hear either. Đang tìm Sarah, bé không có. Sarah không có ở đây. Chỗ khác. That's gotta be the one. Sarah. Sarah, you in here? Shit, not here. Oh, God damn it, she's not here. She's not here, but right, yeah, it couldn't be that easy. Now could it? Cute drawings. St. John, are you on this channel? Corey, guy. Said you had a radio. You can run
À, hạ sĩ đó sao nói là anh có một cái radio. Ừ có. Hãy gặp tôi ở cổng. I'm away. Hey. Sir, yes sir. Ai đây? Gái nào này? Sẵn sàng lên đường chưa? Cậu có đi chứ? Rồi, tôi đã sẵn sàng thì ông sẵn sàng. Có vẻ như cậu độ xe cũng dữ dằn á. Ờ, cũng độ cũng khá khá. Mở cửa, hộ cái. Này đi săn horse, không có súng để săn. Tôi bị mất súng rồi. Này đi chỗ này là chỗ mới, lạ nước lạ cái, không dám săn. Cậu muốn tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ thì cậu phải chứng minh cái khả năng của cậu cho tôi trước đã, để xem cậu có thể mà theo kịp tôi không ấy, theo kịp mọi người không ấy. Nãy nó mới nói khen xe mình độ dữ. Thế là chuyện gì đã xảy ra ở đây? Nơi này giống như là bị cháy rừng hả? That means that the timber was cut before it was burned. À, những cái cây nó bị cắt trước khi nó bị đốt. Đúng rồi. Cậu có con mắt tinh tường ở nơi này gọi là khu vực chết. Đốt hết rừng để cho có bọn Faker nó không có chỗ để ngủ. So that's your plan, huh? Militia, I mean, to burn everything to the ground. Fighting a war out here, St. John. We'll do whatever it takes to win. A war? That's what it is, isn't it? A war? You went out in the shit. You've seen the hordes. The only thing that's gonna stop them is an army. Our army. Điều duy nhất mà có thể chặn đứng một đám horse là một quân đội của chúng ta. Anh tìm ai đà, đó. No, not really. I mean, ông thật sự hắn là tìm. That I rode with once and I thought maybe they ended up there. À, có một số người mà tôi lái xe đi chung á, tôi nghĩ là họ có mặt ở đây á. Yeah, no. Không phải thằng tiền thưởng đâu. Long distances before, but not this far. No bounties worth that. Không bao giờ đi xa đến như này để săn tiền thưởng, không có cái vụ săn tiền thưởng nào mà phải đi xa như này đâu. Này nó cũng không có nói rõ ý định của nó là đi tìm Sarah cho ông này biết thôi. This is it. Đây. Hey, Corporal, the captain's here. Hạ sĩ. Đại úy đang ở đây. Xong rồi. Đốt xác rồi. Đốt xác. You two head back to Diamond Lake. Hai người quay trở về Diamond Lake. Taylor was his name? Yes, sir. Take him to the colonel. I'll be there. Đưa cậu ấy đến với thiếu tá. Sir. Military time, corporal. You're supposed to know this by now. Quân đội. Oh, yes, sir. Get the code gì đấy? Yes, sir. Cậu phải thuộc cái code đó. You find something? Cậu tìm thấy gì không? Cái xác này đã vanquish. Nó đi chung với mọi người bao lâu rồi? Một vài tuần, có thể hơn. Cậu ấy cũng khá bận rộn đấy. Bản đồ đánh dấu nào. Mấy người có vấn đề với lại những cái đồ nhu yếu phẩm à? Nó giấu đồ hay sao? Vanquest đến đây có một cái lý do. Tôi không thể nào mà tìm thấy xe cậu ấy à? Where do we start? A good soldier. It's snowing, so there won't be any boot prints. Bởi vì trời đang tuyết đang rơi cho nên sẽ không có dấu giày để lại. Okay, I'm following you. Đâu ấy? Ravens to extinction. Search the cabin. Okay. Có gì lấy hết đi. Scraps. Sửa xe, sửa này luôn. Chế này luôn. Ăn hồi máu luôn. Cái kia chế được không? Chế được, chế luôn. Cái nào ráp được không thì mình sẽ ráp hết luôn á. User chứ không có ráp. Pipe bomb này sao không ráp được ta? 3/3. Đây cái này mới ráp này.
What this? Trap? Smoke bomb cũng có thể trap được này. Hộp khói. Attractor là cái máy nó kêu bíp 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 đúng không? Okay. And chúng ta có gì đây? Hành lý. You said he stole rations, ammo? Yes. This is an MRE. It's half eaten, so looks like your men rode up on him when he wasn't expecting it. Nó ăn trộm những cái khẩu phần quân đội. Which means that he went out the back. Súng đạn gì đó. Ai đi ra ngoài. Tới đây là hết dấu chân rồi hay là bên đây? Wait, over here. Ở đây nè. Anh tìm thấy gì? Fence has been cut. Hàng rào đã bị cắt. À hả? Rust. So it was cut recently. Yeah. Không có rỉ, nó mới bị cắt ở gần đây. Ghê ha. Rờ tay vô cái biết là mới bị cắt gần đây luôn. I can use these. Can use this. Mới cắt gần đây cho nên dấu chân vẫn còn đúng không? Hay là không có dấu chân? Tuyết rơi như thế này thì mà dấu chân nó mau mất lắm. Gì vậy? Hey, hold on for a second. Đợi chút coi, cái gì vậy? Over here. Phân hay gì vậy? Tracks? Yeah. Dấu chân này. Có dấu chân rồi, chúng ta may mắn. And this way. Lối này. Ok. Wait, hold up. Đợi chút coi. Find something? Yeah, shell casing recently fired. He bỏ súng. He stopped to shoot at something. Cậu ấy đã đứng lại để bắn cái thứ gì đó. Vỏ đạn chứ. Vỏ đạn shotgun. Wow. Sói. Chắc là nó đó. Không biết là mình có cần bắn nó không. Dạ cứ bắn nó đi. Ô đầu. Nguyên thôi. Look out, more wolves. Nguyên đàn luôn. Wolf. I see him. Got you. Wow. That's the last of them. Last of them. Ba con thôi hả? Nice work. Nó kêu mình đi khám cái xác con hươu. Okay, I want to take a look at this thing. Tôi muốn xem cái này thử. Đóng băng rồi. Elf. LK đọc lên sao? Looks like the MREs weren't enough for your man. Clean gunshot. Có vẻ như là những cái khẩu phần ăn của quân đội không đủ để cho cái anh ấy, cho nên anh ấy phải bắn cái con này để lấy thêm thịt đó. You think they chased off Vasquez, leaving one to guard the carcass? That's my guess. Come on, let's see if you're right. You guys got a lot of wolves out here. Ones that aren't infected, I mean. Yeah, we get reports. Này có nhiều sói à. When I was a kid growing up, there were no wolves in Oregon. Khi mà tôi là còn nhỏ. But no wolves. They've been driven to extinction by ranchers and farmers. Tôi hầu như là không thấy con sói nào hết. Hầu như là bị tuyệt chủng. Comeback.
thêm xác một con nữa này. Hold up. Có đạn nữa này. It's a backpack. Có ba lô. Looks like they almost got him. And he shrugged off the pack to get away. Nah. To buy time. He landed on his ass. Tried to scramble away. Bỏ lại cái ba lô để câu giờ. Vasquez dropped him. Two shots. You can tell all that. Yeah. Thế điều tra hay không? Ông kia ông nói sao cậu có thể biết những chuyện đó? Để lại chi tiết là những cái việc nó xảy ra như thế nào luôn. Đó. Wait, get down. Nó tí gì đấy? Rồi, một squam, một đàn luôn. Holy cow. Ôi trời đất ơi. Trăm con. Let's go around. Is it John? This way. Yeah, right there with you. I gotta say, cái đàn ăn cái gì? Tired running and hiding from these sons of bitches. You ever take on a swarm? Yeah, not before. You just gotta keep moving. Look, you gonna join the militia? You must stay focused on the mission. We're not out. Nếu mà cậu muốn tham gia vào quân đội, dân quân thì cậu phải tập trung vào cái nhiệm vụ này. Okay. Đảo này có súng gì đấy? AK. The cold weather's gonna bring out even more. Nó đi đâu rồi? I think they can smell the corpse from about a mile out. Part of our slash and burn strategy is to find these grave sites, dig them up, and burn them along with everything else. Yeah, well, good luck with that. I've seen hundreds of them just in this part of the state alone. And we gotta start somewhere. All right, where now? Keep heading east. Mày bỏ đi nha. Hey, they're wait. I'm out here to fight freaks. God damn it, St. John! Who ya? Chuyện gì God damn it rồi? Tự từ đó đi rồi chứ. Cậu nghĩ như thế nào? Sao không nghe, không thấy con nào hết mà vẫn nghe tiếng hả? Em bị bất. Let's see where they're heading. Bị bớt. Snow, rain, hell, even clouds. Like I said before, you know your freaks. When we get to command, there's some people who want to talk to you. People. The colonel will fill you in if he lets you join. Yeah, I think you said that. Nếu mà cậu tham gia thì sẽ có những cái người muốn nói chuyện với cậu, bởi vì cậu biết rõ về bọn freak kìa. Hey, don't worry about me. I don't really give a damn either way. Kìa có cái gì bốc khói cơ. Cậu có nghe thấy không? Nó đến từ cái trại gỗ. Cái trại gỗ là cái trên bản đồ không? Có. Điều đó có nghĩa là nó cũng có trên bản đồ của Vanguard. Well, he's not alone. We know that from the tracks. What's that militia penalty for going AWOL? AWOL là gì? Cái thuật tử của chiến tranh absent. Without gì đấy? Bắn mặt không cho phép. Hoặc là bỏ đi mà không có được phép. Ê wow. Trong đây có sẵn dựng sẵn chiếc mấy cái xe này. Chắc phải có bạn của nó trong đây. Evolve là vắng mặt không phép. Absent without leave. Đấy. Bỏ trốn mà không có phép. Thấy người của anh không? Đó, chính là hắn đấy. Có vẻ như anh bạn của anh đã tự tuyển lính cho riêng mình. Đợi ra đây đã, tôi gọi người đến giúp đỡ. What do you think? Oh, see about that.
nó tự thành lập một cái băng cướp luôn, xong rồi bắt nhỏ nào kìa. Tôi đang ra lệnh cho anh đấy. Anh có thấy là tôi đeo băng đỏ không? Tôi không có nhận lệnh từ anh. Chưa nhận lệnh từ anh vội. Bây giờ đợi tiếp viện đến thì trễ mất. Nên phải xử bọn này trước. Có thể là chơi theo kiểu stealth. Ok, tụi nó tản ra rồi đấy. Gì vậy? Tôi đã biết mình đây. Hello cưng. Gái hả? Vô bụi nằm. Đánh dấu bọn này lại được. Từ từ thôi. Theo này, anh lên. Lô cưng. Đúng được nào hành đó. Sniper, ha ha. Được khác đi. Đây mình dụ nó ra chỗ khác ha. Dụ qua đây chẳng hạn. Hello cưng. Chừng nào anh mới đi đánh boss vậy hả? Chừng nào ông về chuồng hộ tôi? You stay behind me. You give me cover if you have to. Thằng trên đây nha. Nhiệm vụ của mình là bây giờ clear hết cái khu này đúng không? Ê, sau something rồi kìa. Này nó tới nó tìm đấy. Nó sẽ tới nó tìm đấy hoặc không. Bên đây thì sao? À hả, có một thằng đứng đái hoặc hai thằng. Có thằng trong bụi nữa nè. Ủa không, thằng này là bên mình. Thôi chết rồi, bị phát hiện rồi. Đây trước, ừ đúng rồi. Và đó cho nó không thấy cái xác. I swear by the moon and the star in the sky. Đẹp. Kia. Cái thằng mà trong bụi là cái thằng Corin đúng không? Nó đang cày bẫy, từ từ thôi. Bên đây có người. Ôi trời ơi. Vãi cha nội. Mẹ. Mình chưa kịp làm gì luôn. Ông sực mất rồi. Đi lắm. Để mò qua kia giết thằng súng nhắm. Chết mẹ, nó thấy.
Bọn này nó nhìn cũng chậm ấy, chứ không có nhảy bén. Nó nhìn nó không có nhảy như là Farai. Cỡ Farai là tôi bị phát hiện nãy giờ rồi. Thẹn đây. Nghĩa là cứ cho một viên luôn hả? À, không cần dùng súng luôn. Xem có thằng nào nhìn nó không á. Mới ngủ dậy hả? Giờ 8 giờ sáng rồi, đúng rồi. Về chưa? Bao nhiêu thằng rồi tôi không nhớ nữa. So something. What? Đã lúc. Này lúc. Bẻ cổ. Someone's here. Đi đâu đấy anh ơi? Bao nhiêu thằng rồi? 10 trên 15, còn 5 thằng nữa thôi. Wow, nó mới đi ngang qua chỗ mình. Chuyên nghiệp không? Á, chuyên nghiệp. Someone's here. Vô ra chỗ khác nữa. Chỉ có một thằng nghe thôi đúng không? Something's out here. Yeah. That's one. 1, 2, 3, còn thằng nữa. 4 thằng cơ mà. Yeah. St. John man coming. Thanks, got him. Rồi qua luôn đi, nó không biết đâu. Nắp rồi. Ta đâu có thể ra nào ném xa vậy đúng không? Để giết cái thằng trong đây trước nè. Dùng súng đâu phải sát thủ. Đang chơi cho giống sát thủ mà. Sợ stealth. Dùng súng là mất stealth rồi. Dùng súng là Rambo. Đúng không? Game này chúng ta Rambo chưa đủ nhiều hay sao? Teo nó mới thú vị chứ. St. John man coming. Ủa? Sao nó biết? Chết mẹ, sao nó biết trong nhà mình? Vô lý phải lên. Ủa là nó biết chưa? Nó biết luôn. Cái gì vậy? Bắn ai nữa à? You say now, huh? Move it back, I need covering fire. Vô lý vậy. Biết nó bắn đến nào. Thì đâu phải mình đâu.
Đó đó, nó bắn đứa nào hoặc là bắn ông già kia. Last of them. Yeah, I think so. Nice work. Game nhiều lúc nó bị lỗi. À, rõ ràng mình núp rất là kỹ luôn mà sao nó nhìn thấy được police hả? Vasquez? He isn't my man. Đang stealth ngon lành. Anh ấy không phải là người của tôi nữa. Okay. Wait here. Okay. In case we missed anyone. Anh có thể xử thắng không? Đơn giản. Hắn ta còn không thậm chí là không biết cái gì. Ôi trời. Ôi má ơi. Mà đâm vô chim à, vãi cạc. Ôi, tôi phải bình tĩnh. Tôi tới đây để giúp mà. Tôi không cần anh giúp đỡ. Ồ, được rồi, tôi sẽ đi qua chỗ khác cho cô đi được chưa? Hả? À, khá ghê không? Định hiếp dâm nhỏ này nó đâm chết luôn. Cắt dream luôn. Tới lượt ông da đen. Tưởng tao quan tâm bọn mày là ai à? Ghê không? Cắt cái. What the hell was that? What the hell was that? Chỉ là một phụ nữ đang trong tình cảnh khó khăn thôi. Và xong rồi đó. Captain Corey, come in. Đội trưởng Corey, trả lời đi kìa. This is Corey. Sao tôi vẫn còn nghe tiếng nha? Russell giờ mới đến tiếp viện. Giữ vị trí ở đó. What about the enemy? Còn địch thì sao? Chúng nó đã bị xử hết rồi. Neutralize. Sử dụng thuật ngữ từ quân đội hả? Bị xử lý. Em hỏi game này có mấy ending hả? Ông viết mail cho nhà sản xuất. We brought up your bikes, Captain. How many endings in this game? That'll be all, Corporal. Để hỏi tôi thì tôi không biết. So how'd I do? Did I pass? Tôi có qua được cái thử việc chưa? Ông đã nhìn tôi thấy tôi làm việc cả ngày rồi đó. Đây là một bài test hay sao? Nothing quite as formal as all that. As you can see, our pool of recruits isn't what it used to be. Yeah. Này chắc chắn được tuyển rồi. Yeah. You passed. Anh đã qua. Chờ. Hay là cho lên lon luôn á. Ít nhất phải cho lên làm thiếu úy hả? You ready to meet the colonel? Cậu đã sẵn sàng đi gặp thiếu tá chưa? Yeah, sure. Why the hell not? Colonel là thiếu tá nha mấy ông. Ở đại tá là major. Con trai này là đại úy. Captain. You know, cover in advance tactical maneuvers. So, where did you serve? Marines? Army? I try not to talk about it, you know? In first year out here, seemed like anyone who used to wear a uniform had a target on their back. Đúng rồi, tôi đã từng phục vụ trong quân đội. Ten Mountain. So how about you? Tôi đã phục vụ ở Afghanistan. A certain Barry. Bắt chụp của bố bị tên đen đấy. It, but you do. Like I said, you got a good eye. I was in the Air Force 10 years, part of SAC. Đúng như anh, tôi đã nhận định anh có một con mắt rất là tinh tế. Con mắt tinh tế để địa gái. Everything east of the Mississippi was overrun within 2 days. Hold up. I want to show you something. Tôi muốn cho anh thấy cái này đâu. So you familiar with this area? Anh quen với khu vực này không? Tôi lớn lên ở một cái thị trấn ở phía bắc nơi này gọi là Farewell. Yeah, tell me about it. So maybe you have been here before. Yeah, I've been here. À cái trại nó hả? Cái trại nó mà biệt lập với lại bên ngoài bằng chỉ bằng một cây cầu thôi. Thế thì dễ thủ á. Stop by here on our honeymoon. Chúng tôi vợ tôi và vợ tôi ở đây đến đây. Một tuần chăn mật. Anh có hình của vợ anh không? My name was Carrie. Tên cô ấy là Carrie. When... chúng tôi kết hôn cách đây 12 năm trước. It was a long time ago. Xong rồi
ông không muốn kể nữa. Và chuyện đó đã xảy ra khá lâu. Chắc giờ ông bị Zoom ăn thịt rồi. Đây là nhớ về quá khứ nữa. Đã từng đi tuần trăng mật ở đây. Cấm vô. Em nghĩ là cái chữ này đọc là tránh ra, không được vô đó, nhưng mà nó không áp dụng đối với chúng ta. Bởi vì chúng ta không thể đọc à, bởi vì chúng ta không tuân theo luật lệ. Em vô trước đi. You know, making me a co-conspirator, not very chivalrous. Chivalrous? No, it means, hiệp sĩ. Right. I never learn. I'm sorry about that. Oh my god, you should have seen the look on your face. Oh, I bet it was funny. Rồi, dắt gái vào trong rừng tối này, hòa lẫn với thiên nhiên. Well, for just this once, I'm glad that you don't. Em này hứng tình lắm rồi. Start on that again. Hey, I didn't say anything. Hình mi moon mà. You just did. Sạc bên hồ khát nước. Ấy chà. Tắm tiên. Ui trời ạ. Còn đi tướng kìa. So, where are we going? Chúng ta sẽ đi đâu đây? Đi theo cái con đường này. Mình sẽ không xa đâu. Rủ gái phá rào. Ghê thật. What would my mom say if she knew I was out on a midnight stroll in the middle of nowhere? Không biết là mẹ em sẽ nói gì nếu mà em đi với một thằng con trai giữa rừng vào ban đêm như thế này. Very funny. Yeah, she wouldn't say anything, you know? You weren't supposed to tell them about us, remember? Oh, come on, Deacon, I said that a long time ago. You know I didn't mean that. Hey, look, I'm not judging. I'm just... I mean, I haven't told my old man. That's because your father's dead. Well, yeah, I mean, there's that. The question is, have you told anyone in the MC that you're dating a nice girl from Seattle? And that's anh đã nói với ai trong hội, kể với ai trong hội của anh là anh đang hẹn hò với một cô gái xinh nhất ở Seattle chứ? I mean, we have a lifetime membership there, that's true, but we don't live there. And second, I did tell them. Yeah, matter of fact, I did. Anh có kể với họ rồi. Anh kể rồi ư? Yeah. À, kể rồi. Oh, come on, don't sound so surprised. Đừng ngạc nhiên như thế. VHDS là gì? Thẻ hay là gì? Hình. So, you know, way past my bedtime. Anh có biết là lúc này là em đã qua giờ ngủ của em rồi hay không? Và ngày mai em phải thức dậy sớm thật sự. Và mọi chuyện ở sở làm sao rồi? Em không bao giờ nói chuyện ở... Không có gì cả. Chỉ là những cái dự án. Có những người bay từ New York tới để kiểm tra đồ, kiểm tra cơ sở. Và cho anh nhìn thấy một... Cho em thấy một số cái... spec. Kỹ thuật. Và cảm ơn anh vì đã lôi em đi hỏi những cái chuyện đó. Lôi em ra đây để quên hết những cái công việc. Rồi xong, vô trong rừng sâu luôn rồi. Say what? Well, these are marijuana plants, and that's an irrigation system. So this here, this is a pot farm. Pot farm. Nó nói chỗ này là trồng thuốc phiện. Majura. Rồi có hệ thống tưới nước tự động luôn. You dragged me out in the middle of the night to the middle of nowhere to show me. Anh lôi em ra đây giữa đêm. Yeah. Để xem cái hệ thống tưới tiêu nè. Tưới tiêu nè. You could give us some tips, you know, cultivation. Put all those PhDs to work on something actually useful. Đâu em sẽ có thể cho anh một vài lời khuyên gì về đó về cải tạo đất chứ. This is not actually what you wanted to show me, right? Đây không phải là cái thứ mà anh muốn cho em thấy đúng không? Đi tiếp đi. Chưa tới đâu.
Ugh, you think I would learn? You think I would learn, but I never learn. Nope. Oh my God. God, look at that moonlight. It's so beautiful. Keep going. We're almost there. You ever wonder what it would be like if just everywhere all at once the lights went out and everyone could just see the world just like this? What, you mean like all dark and shadowy and depressing? I mean the moonlight, the wildflowers, the fireflies. Oh, I see. Hoa rừng, okay. You don't take đom đóm, firefly là bông đom đóm. I take everything seriously. Oh, yeah, right. I do. You do not. Like when I suggested moving some of my stuff over to your place, you pretended that I was joking. No, that's not true. I pretended I didn't hear you. There's a big difference. You should have seen the look on your face. And you know, I do have a cell phone. Sắp tới chưa mấy anh chị ơi? My God, you're a scientist. Can we be rational about this? Okay. First of all I said is that we should think about moving in together. You know, because we'd get to spend more time together and, you know, take the next step. What's irrational about that? I have a toothbrush at your place. Oh, I'm so sorry. You know what? You're right. That is a huge commitment. Well, I mean, do you know how much a good toothbrush costs? Em có biết một cái every time I try to talk about our bàn chải tốt you turn it into a joke. Bao nhiêu tiền không? Okay, all right. Biết mấy anh vậy này nói về chuyện gì? And we will talk about it, but just hold on for a second, because I wanna show you. Biết ngay mà, ra đây tắm tiên mà. I wanna show you something. Thấy chưa? This. Đẹp không? This. Cảnh này này. Đó là lý do tại sao anh mang em tới đây. Wow, how beautiful. Thật là đẹp. God, yeah. Có đáng quãng đường đi bộ không? Có. Hey, there's something I've been meaning to ask you. A propose. Yeah. Có việc anh muốn nói. Úi trời. Hai chị lãng mạn thế. Will you marry me? Úi trời, cưỡi ngựa luôn. Hoa phát lên trên. So yes. On two conditions. Với hai điều kiện. Okay, well, the first one is that we điều don't have là... weddings where you say that you're gonna ride me as much as your bike. Cái gì? Gì liên quan đến cái hội lái xe? Stop. Okay, the second one is that you never leave me. Điều kiện thứ hai là anh không bao giờ bỏ em. Xong. God, did you just break your biker ring off my finger? You know, I probably Ooh. Did. Tiếp đâu cái nhẫn teo to này rớt ra ngoài mất. Cái nhẫn này biết tụi nó đeo để làm gì không? Để tụi nó đấm nhau cho nó mạnh ấy. Thay cho cái nắm đấm tay gấu. Come on. Đeo chừng 3 chiếc vậy nó đấm mạnh lắm. Phát nào là gãy răng phát đó. Means death before defeat. Wow, I like that. Well, you're gonna get me like a real ring, though, right? No, that this one's not great. Yeah, absolutely. Because, yeah. I just you know, thought that's my ring. Right. It's your ring. Something more simple. Without me. Đánh chui hả? Okay. Có điện thoại. Ôi trời ơi, đang chuẩn bị soạt thì có điện thoại. It's the lab. Để nghe điện thoại cả nhà. Gọi từ phòng lab tới. Yeah. No, it's fine. I'll be right there. Tôi sẽ tới đó ngay. Ôi trời ơi, tới đó ngay rồi. Phải kẹt. I don't know, they need me back there. I gotta go. Cần... This minute, em quay trở lại đó. I'm sorry. Ngay từ lúc này vào nửa đêm mà. Em xin lỗi. Em phải đi. Em sẽ đền bù lại cho. My wife's name was Beth. No, I don't have a pet. Tên vợ của tôi là Beth. Tôi không có ảnh. Let's go.
nói dối đúng không? Bét. Mười 6% rồi á. Gắt vậy. Ôi trời. Ghê chưa này. Ủa cái này mình đọc. Để tôi coi coi cái này coi. Đam mạnh hơn độ bền. Độ bền xanh tức là độ bền bền hơn luôn chứ gì. Đây, cái này đam mạnh độ bền cũng cao nữa. Gắt quá ấy. Coi nè. Ủa thấy chưa. Trời. Đi sếp ơi. I'm sorry, what's that? To not have any photos of your wife, family. Yeah, why do you say that? Back in the day, everyone used smartphones. That's where we kept all our photos. Hồi trước chúng ta dùng smartphone và chúng ta trữ hình ở đó. Sau rồi sau đó thì những cái đám mây nó bị mất và những cái hình nó cũng mất luôn. Thì đây một người nào đó mà có cái hình mà giữ ở trong người á là khá là lạ. Gậy thuộc hàng top hả? Cẩn thận đập hỏng. Ồ, đúng rồi. Phải giữ chứ. Không thấy cái gậy của bọn Ripper tôi còn giữ vậy mà. Hư tí là sửa liền. Cái này còn bền hơn nữa, khó hỏng hơn. Đù, cái chạy này dễ thủ khó công nè. Nằm trong một cái hòn đảo mà hòn đảo này nối với cái cầu. Để tấn công kiểu gì? Đúng không? Hôm nay quá an toàn luôn. Thế là mai mốt là tôi sẽ lên chức gì? Thiếu úy nhé. You guys are taking this shit seriously. Mọi người có vẻ nghiêm túc quá ha. We can achieve anything. Phải có động lực và kỷ luật. Tôi đang đi nhanh hết sức có thể đây. Có tù nhân hay gì đây? Colonel set up a work camp on the south side of the island. Colonel đã đặt một cái chỗ làm việc đó ở đâu? Come on, follow me. Yes, sir. Làm việc chắc trồng rau hoặc là tự sản xuất trồng trọt, chăn nuôi gì đó thêm để tự phục vụ trong trại. Ôi treo cổ thằng này rồi, thằng này tân binh mới mà sao treo cổ rồi? Hãy ra đó tập trung với mọi người, chúc may mắn. Steve Jones. Hai người này bị treo cổ. À không phải. It's good to see you again. Đây là ba người tuyên thệ lễ chào đón tân binh mới. The woman you were looking for, you and your peeps are. Cái người đàn bà, cái người đàn bà. I need all your jewelry, watches, shit like that. Tôi cần tất cả mọi thứ, nữ trang, đồng hồ, mấy cái thứ đắt tiền bỏ vào đây. Recruits aren't allowed personal effects. Tân binh không được lấy những cái đồ cá nhân, không được tàng trữ đồ cá nhân. Goddamn bullshit. Ten Hut. Ôi, thiếu tá tới, Stenson Hut. Chào đi mày, bãi cặt. Nó bắn bây giờ. Nhỏ kia láo lếu. Nghỉ. Visitors are not welcome here. Những cái người viếng thăm không được tới đây, các người tới đây vì mừng các người được mời tới. Được tuyển bởi những cái sĩ quan tin tưởng của tôi. Khi mà nói chuyện với tôi, hãy gọi tôi bằng họ. Họ trước. Getting by, same as everybody. Name. Tôi sẽ quen giống như mọi người thôi. Atkins, Crystal. Atkins, Crystal. How many men have you killed? Cô đã giết bao nhiêu người rồi? Trước hay sau? Trả lời câu hỏi. Đĩ mẹ em. Ghê vậy. We've all done things. Chúng ta đã làm những cái chuyện mà chúng ta không có tự hào để sinh tồn. Stay alive. Để sống sót. The Almighty understands this. Chúa cao thượng sẽ hiểu điều này và hả? Chúa sẽ tha thứ điều này. Nhưng mà ở đây biết nghe nhưng trên cái gương mặt của người phụ nữ này là dấu giày của quỷ Satan, cái hình xăm
tội lỗi, tù ngục, những cái bằng chứng là cô không có thuộc về đây chắc chắn luôn. It's people like her that are. Nếu mà những cái người như cô ấy chịu trách nhiệm cho cái việc mang lại cái sự giận dữ của thần linh xuống chúng ta. Take her to the work camp. Đưa cô ấy đến cái trại làm việc. Đứa bậy thế. Bắt ra trại lao động rồi, không được làm lính. What about you? Còn anh thì sao? Taylor. Wade. Tên tôi là Taylor Wade. No, sir. No, sir. I, never been to jail. Tôi chưa bao giờ đi tù, chưa bao giờ giết ai cả, chưa bao giờ làm những cái việc như vậy. Yeah, I mean, I know how to shoot stuff. Tôi biết cách là bắn súng. Bố tôi có dẫn tôi đi săn khi tôi là còn nhỏ tại Calamus Falls. Đủ rồi, không nghe thằng này nói nữa. How about you, son? Còn cậu thì sao, con trai? Cậu biết sử dụng súng không? Saint John Deacon. Tên tôi là St. John Deacon. Tôi biết sử dụng súng. You're a drifter. Cậu là một phượt thủ. Hold out your right arm. Đưa tay phải lên coi. 10th Mountain. 10th Mountain. Đã từng ở Iraq à? Afghanistan. 10th Mountain là cái trụ sở lính hoặc là đội lính nào đó. Đừng nói dối tôi. Tôi đã phục vụ một đội lính, phục vụ với danh dự. Good man. Good man rồi, good man rồi. Khoái, ông già khoái. Hold up your right hand. Đưa tay phải lên. Do you solemnly swear to support and defend the new constitution of these United States? Sẽ thề nguyện sẽ phục vụ và bảo vệ against all enemies, natural gì đó, and unnatural, tên của hội này, to bear tất cả các kẻ thù, and support to the same, and to obey all orders without tuân lệnh question. Tất cả những cái mệnh lệnh mà không so, có thắc mắc câu hỏi. Do you swear? Anh có thề nguyện không? I swear. I swear. By the moon and the star in the sky, I'll be there. And I swear. Đi với ta, con trai. Captain Curry doesn't bring me many recruits these days. Captain đội đại úy Curry không có mang nhiều cho ta nhiều tân binh tới những cái ngày gần đây. Ông ấy nghĩ rằng họ không có những cái kỹ năng chiến đấu. Cậu có biết gì về bọn Freak không? Tôi biết cũng nói cũng như mọi người khác. In here, we'll have the doc take a look at you. Vào đây, tôi sẽ cho bác sĩ sơ khám cậu. Ngon, được sơ khám luôn. Pulse is strong. Good heart rate. Mạch khỏe. Tim tốt. Pretty nasty burn there. How that? Có một cái vết bỏng khá là nặng. Sao nó xảy ra vậy? Tôi bị phỏng khi mà phỏng lò. Who dressed this? I did. No está mal. Not bad at all. Keep it dressed. Ai băng bó cái này? Cứ tiếp tục băng bó như vậy thì cậu sẽ I want you to check back with me mất cái tay hả? Got it. Ok. Well, doc. He's fit to serve. Lo ra bien. Cậu ấy đủ sức khỏe để phục vụ. Sorry, doc. Yeah, tiene novia. He's spoken for. Yeah. Ông này người Ý à? The Wizard Island Witch. Vaya con Dios. Good luck, amigo. Amigo. Amigo, người Ý chứ mình. Ý hoặc là người I normally don't tolerate insubordination. Tây Ban Nha rồi. To an officer as a witch. Amigo là bạn tôi. I make exceptions for some of my more eccentric officers. Yes, sir. I make exceptions because every man and woman. Mexico ở Vải Lèn, ở đúng rồi Mexico. Never gave it much thought, sir. Well, it's high time that you did. He has a plan. High time là đúng thời điểm. My part is this. Bồ Đào Nha. Sao nhiều kết quả đó. Thế rốt cuộc là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mexico. Và tôi nghĩ là cái từ đó là tiếng Latin để nói chung với nhau vậy mà họ có sử dụng chung một thứ tiếng. Đến đây. Tôi đã có một cái cảnh mộng. Cảnh mộng gì đó. Căn bệnh, dịch bệnh của thánh thần giáng lên cái thế giới này. Tôi biết đó là cái nơi này. Crater Lake, Wizard Island. I call it the Ark. Are you familiar with the story? The Ark là cái con tàu mà con tàu mà yes sir, I mean everyone's heard of it. Noah đã làm cái con tàu tên là the Ark. Để chở những cái động vật lên mỗi loài động vật cặp nam nữ. I mean that it's the book of Genesis. Chắc biết rồi. Yes.
Okay, son, let's get you squared away. Whatever you say. Now, square away. We don't have much in the way of uniforms, I'm sorry to say, lắm. But tôi rất tiếc phải nói như I vậy. Think that, oh, nhưng mà tôi here. Nghĩ rằng đây cậu mặc thử cái này coi. Mũ. Có đồng phục gì à? Seems to fit. I'll take that. Well, if you don't mind, this is a gift from an old. Cái này là quà của tôi từ một người bạn cũ, cho nên tôi không đưa cho ông được, một người bạn cũ à. Not many of those left anymore, are there? Đâu còn nhiều bạn cũ lắm phải không? Vâng, không ạ. Rồi người lính. Mà tôi không có muốn cậu đeo cái đó bởi vì cậu là một trong số người chúng tôi. Địt con mẹ kia kìa. DCM, what the fuck? Captain Curry has vouched for your nó experience chữ bậy thế. In the field. We are starting you out at the rank of corporal. Cái gì? Hạ sĩ thôi á. Chúc mừng con trai. Corey đã đánh giá cao cái kỹ năng chiến đấu cậu gì đó, cho nên chúng tôi là cho cậu lên lon hạ sĩ, corporal. Mới vô mới được hạ sĩ thôi. Tưởng được thiếu úy. You were telling me about the Ark, sir. Ông đang nói với tôi về cái con tàu ARK, đúng rồi. Những gì cậu thấy ở đây chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi. Khi mà công việc này hoàn thành, nó sẽ được chất đầy hàng ngàn hạt giống. Rồi gì đó. Nhưng mà những cái thành tựu của thế giới như là thuốc, khoa học, công nghệ nó sẽ không chết cùng cái thế giới này, vâng thưa ngài. Nhưng mà cái đảo này còn hơn là có một con tàu ARK nữa, nó là một cái pháo đài. À, ông này đang nói đến cái làm thành lập cái đảo này nè. Nơi này có đầy đủ mọi thứ để chống trả với bọn freak. Chúng ta có súng trường, lựu đạn, súng máy hạng nặng, RPG. Có đầy đủ đạn dược, mọi thứ luôn. This is our mechanical engineering area. Đây là khu vực kỹ sư cơ khí. Nếu mà anh cần sửa chữa xe thì gặp sĩ quan trực. Officer on duty. Còn những cái cậu thấy ở đây á là những cái đồ của vệ binh quốc gia, National Guards. Your slash and burn strategy may stop newts and swarmers, but it won't clear the highway. It won't stop the hordes, sir. We are aware, Corporal. Chúng tôi biết điều đó, hạ sĩ. The hordes are a different beast entirely. A horse là một cái đám đông á, là nguyên một đám khoảng trăm con gọi là horse. Lancer là một cái loại con quái vật khác, nhưng mà chúng tôi có kế hoạch. Tổng thống Benjamin Franklin luôn kìa đã từng nói. We are not going to fail. Nếu mà không chuẩn bị là chúng ta sẽ bị thất bại. Benjamin Franklin. Phải tổng thống Mỹ không ta? Ông xuất hiện trong tờ trăm đô. Tôi có một thứ khác trong đầu cho anh. Một công việc đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng. Kỹ năng sinh tồn và kỹ năng sành súng. Anh có muốn làm việc này không? Vâng ạ. Anh đang hỏi cách nào để mà đánh bại bọn Hoss đúng không? Để tôi cho anh thấy. Ôi rồi. Gì vậy? Thằng đang chế tạo bom. Thằng này có một vạch à. Có một vạch nó cao hơn mình. Thằng này là Lieutenant luôn rồi. Thằng này là Trung úy Weaver. Đây là kỹ sư hóa chất. Ông ấy đang làm một cái công việc để mà nghiên cứu việc cách để mà đánh bại kẻ thù. Tay này bị mỏng quá trời. Corporal St. John is new to Corey's unit. Hạ sĩ John đây là người mới. He's your man. Oh shit, yeah. There's a couple of things I need. À, nó đi just the new gelling agent combining that. Sẽ cho mình đi làm những cái nhiệm vụ đi lấy đồ. Bom napalm. This dude knows his shit. Cậu này biết những cái đồ này ở đây nè. Sorry to interrupt. Lỗi vì đã ngán ngang. Không sao đâu thưa thiếu tá. I'm getting real close, Colonel. Very close. Ta sắp làm được rồi, sắp luôn rồi đó. Tốt, rất là tốt. Where you going next, Colonel? Wizard Island Witch. Đi đâu tiếp hả thiếu tá? Gì đây?
nhiêu đó thôi, thưa trung úy. Again, let me apologize for my more eccentric officers. No need, sir. Không cần phải xin lỗi. We have one final stop. Tôi có một cái điểm dừng cuối cùng. What you're about to see could be, I think. Điểm nào nữa? Giờ đi đâu? Con đường dẫn đến chiến thắng là trong đây. All right, what is this? Ma'am, I got everything on the requisition form. Gái. Does this look like fabric softener? Nơi đây nhìn có giống như là chạy dịch vải hay không? Hey, why don't you read it? Tại sao anh không đọc nó? Active ingredients. Cái nguyên liệu. Form. Biết đọc hả? And A terpen. Get out. Get out. Sarah, ôi Sarah này. Biến. Ôi Sarah này. I can't do this if I have to do my own supply runs. I got it covered. Lieutenant Whitaker. Trung úy Whitaker. Đây là hạ sĩ Etty John. Anh ấy là một thành phần đơn vị của Corin. Anh ấy có một số kinh nghiệm trong cái chuyện này. Read this. Đọc cái này coi. Ủa, nó không nhận ra mình hả? What? Read this. Đọc cái này. I mean, you can read, can you? Ý tôi là cậu có thể biết đọc chứ đúng không? Mất trí à? Ingredients: chloroform, a-terpenol, benzo alcohol, ethyl acetate. Good enough. When can he start? Khi nào cho hắn ta có thể bắt đầu? I'll leave you to it. Tôi để việc này cho cô. Tiếp tục đi, trung úy. Mà có khi là giả bộ ở ngoài vậy thôi, xong rồi đóng cửa lại bắt đầu ôm ấp. Leave us. Để chúng tôi một mình. Đó, kéo màn lại, đóng lại rồi bắt đầu hung hít. Giờ mới nhận ra nhau nè, đó. Stand at attention. Nghiêm. Tension hết. Sarah, I... Đừng. Ôi trời. Nơi đây là nơi làm việc, không có được làm như vậy. Đi kênh bằng xương bằng thịt, cái này không phải hơn 2 năm rồi. You're dead. Anh đã chết rồi. You're dead. Anh đã chết rồi. You're supposed to be dead. Hey, anh đáng lẽ phải chết rồi mới đúng. You're dead. It's okay. You're dead. Không sao, anh đang ở đây đây. Úi dồi ôi, biết ngay mà. Nãy là chỉ diễn thôi. Đợi đã, em không hiểu. I don't understand. I couldn't find anh không thể nào mà tìm thấy anh. No. Còn anh nghĩ là em chết rồi. Boozer là ai? Bọn em phải đi về phía nam bọn Nero. Rồi, mọi người đều chết gì đó rồi, rồi không giải thích nữa. Em cứ nghĩ rằng không bao giờ gặp lại anh nữa. Ơ, hai cái nón này DCM hết kìa. Hey, listen, we can ride out of here. We'll pick a direction. We won't look back. Come on. No, no, Deacon. I can't. Em không thể. À, bắt em phải ở đây à? Không, anh không hiểu đâu. Chúng ta đang có một cuộc chiến. Anh không thấy à? Là một cuộc chiến mà chúng ta có thể thắng. Không tới đây để chiến đấu. Anh, em có thể trở thành một người hữu dụng. Em có thể tạo ra một cái sự khác biệt. Em không thể đi với anh. Em phải ở đây. Anh không hiểu ư? Anh cũng có thể ở đây giúp em. Look, afterwards, whatever you say, we can go wherever you want. Rồi sau đó chúng ta có thể đi bất cứ đâu mà anh muốn. Girl's looking for you. Thiếu tá đang tìm cô. Whatever you say, ma'am. Vâng, cô muốn nói gì cũng được. Wait a second. Đợi một lúc đã nào. Nó giao nhiệm vụ cho anh làm đấy, bài tập về nhà. Đây là phiếu đăng ký. Thank you, soldier. Cảm ơn người lính. DCM là gì? Ý đang hỏi tiếng Anh đó. Nó viết tắt chữ gì? À, Diamond. Diamond CM là tôi không biết nữa. Tại vì khu này là Diamond Lake, đúng không? Custom skin. Xe trắng này không đẹp lắm, tôi thích xe cam cam hơn. We will take back this world, okay? Gặp thiếu tá Gareth. Come back.
St. John to HQ. This is Weaver. What can I do for you, Corporal? Your requisition form says you need mercury. Any idea where I can get it? Nó nói nó cần thủy ngân. Tôi sẽ tìm thủy ngân ở đâu? I should have written that shit down for you. It comes from, nó đến Cinnabar mà lấy. Có một cái mỏ ở phía bắc Dynamite. Tới đó, khi nào tới thì gọi radio cho tôi. Hey, between you and me, if the colonel isn't around, stop with all the yes sir, okay. No sir bullshit, very good. All right? Makes me feel old. Okay then. Nếu mà không, chuyện này chỉ là tôi với cậu thôi. Nếu mà không có chỉ huy ở đó thì cứ dẹp những cái yes sir, no sir đi. Không cần phải nghiêm túc như vậy, hey, khiến tôi cảm thấy già. Hey, anh you. Có bán súng. I haven't seen you around. Bây giờ bán rồi này. Name's Jacob D'Angelo. Everybody calls me D. Dead. St. John. Hôm bữa thì chưa có mua cái súng so, kia cho nên. The guy to come to for súng đâu mà xài. You got it, pal. You need guns? I got guns. If I don't have it, it was never made, you know what I mean? Súng này ngon này. Great. So badass. Keep that in mind. 5,000 mới được cấp 1. No, huh? Corporal, see you around. SM là viết tắt lực lượng tư nhân quân đội gì đấy. Corporal, need something. À. Sergeant. Chữ M là militia đúng không? Militia, dân quân. Dân quân tự vệ, chữ M là chữ viết tắt của chữ militia, dân quân tự vệ. Chứ không phải là quân đội, military thì khác. Militia, quân đội, dân quân tự vệ thôi. Có thể là Diamond Center, Diamond Cave, maybe, Hang Diamond. Mở bản đồ ra biết chứ gì, khu này gọi là cái gì. Đây phía bắc này nhưng mà không có lên đó được. Nó không cho lên nữa. Diamond Cam, đúng rồi. Chạy Diamond, Diamond Lake này, hồ Diamond này, cho nên đó sẽ là Diamond Cam. Chuẩn. Ủa giờ làm nhiệm vụ gì cho thằng này vậy? Gặp thiếu tá. Chứ không phải đi lấy thủy ngân hả? Đau tuốt ở trong hang này mày. Tôi biết là tôi đi đúng đường không? Nursery, khu vực chăm sóc y tế. Ôi, nó có nguyên trang trại trong đây luôn nè. Đúng như ông nói đó, là trong đây là có hạt giống, cây cỏ. Nghe đồn có cả những công nghệ tiên tiến nữa, khoa học kỹ thuật gì là được. Tập trung về đây. Chữ D là Diamond chứ Division gì. Biết đồ. Một cái núi thôi mà cái đảo ở giữa cái hồ Diamond. Nhưng mà họ làm ra nguyên một cái hang trong đây như thế này nè ha. Có hệ thống dẫn khí đồ luôn hả. Upper Acid là phía trên đúng không? Còn trên đây là đi đâu? Là tham quan chỗ này cả. Dưới hết trời. Trên
Con này không biết đường luôn, đi lạc luôn á. Còn lên nữa. Ở đây đã đi chưa? Này đi rồi. Rộng quá ha. Cái hang rộng khủng khiếp. Mà nó đào được cái nguyên cái hang này trong cái núi này gì cũng hay chứ. Sách báo đầy đủ luôn á. Rồi, sao tôi biết chỗ nào? Đây, đây, đây. Deschutes County Militia. Lực lượng dân quân hạt Deschutes. Mấy ông thần ơi. Chứ không phải Diamond đâu. Kìa. Đó, nó đó. Gia huy của cái nhà này đó. Đại bàng. Đại bác. Rồi, hai cái súng gì thế. Tắt đèn đi. Chạy ông trên này lần cơn xa ha. Corporal St. John is it? Yes sir. À, sĩ John phải không? Vâng, từ ngày vào đi. Just enjoying a cup đang of tea. Herbal, courtesy trà thảo mộc. Lieutenant Whittaker, would you like to try đồ của trung úy Whittaker làm no, anh sir, muốn thử không? I was just looking for the duty roster. Tôi đang tìm cái bảng làm việc. Roster. Not that they deserve to be called. Phát biểu làm việc. They've taken one of ours, Lieutenant Justine Norwood, a fine officer. And they have her, so yes, I will get her back, sir. Đi lấy người về. Có người bị bắt. With the help of men like you, we're going to take back this world. Với sự giúp đỡ của những người như cậu, chúng ta sẽ giành lại thế giới này. Dismissed. Nghỉ. Giải tán. Nó giao nhiệm vụ gì mới. Mới tra Google thì cái hồ này là cái tên. Cái hồ này là tên là Crater, chuyên cung cấp nước cho toàn bang Oregon. À, Captain, yes sir. Uri gọi, quay trở lại chạy gì đó đó. Rồi thôi, cái này chắc chơi đến đây thôi ha. Kiếm chỗ save game coi. Phải kẹt. Giờ nó không cho save lại. Phải đứng gần cái xe mới cho save lại, nhưng mà mình phải đi cái đường nào? Đi đường này xuống được không?
Phải về đúng xe nó mới cho save game. Save chưa? Không biết save chưa luôn. Biết save luôn nữa lần nữa cho chắc. Rồi, chơi tới đây thôi nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, see you again.